Đây là một chén cháo giúp da khỏe mạnh, tăng độ đàn hồi, giảm tim mạch, ngăn ngừa sự phát triển của ung thư, tăng hệ miễn dịch cho sức khỏe và đặc biệt sẽ giúp ngăn ngừa chứng trầm cảm, tăng nội tiết tố cho phụ nữ. Các bạn nào hay mất ngủ cũng nên sử dụng cháo này thường xuyên, sẽ giúp ngủ ngon hơn thì da dẻ sẽ tự động hồng hào và đẹp lên mỗi ngày. Nấm tuyết á, mình sẽ cho vào một muỗng canh bột mì và rửa sạch bụi, rồi xé nhỏ ra. Đậu phộng thì ngâm nở và bỏ đi cái phần vỏ bên ngoài. Củ hoài sơn thì gọt vỏ cắt nhỏ. Nếu mà bạn nào sợ ngứa thì đeo bao tay như diệu ha. Bách hợp, gạo tẻ, gạo nếp rửa sạch rồi để gáo cho tất cả nguyên liệu đã sơ chế vào trong máy xay với 500ml nước. Độ lỏng đặc của cháo sẽ tùy vào ý thích của các bạn nha. Diệu sẽ nấu 2 lần, mỗi lần là 15 phút để cho cái củ hoài sơn nó thật là chín, ăn nó sẽ không có bị ngứa. Nếu không có loại máy vừa xay vừa nấu này á, thì các bạn cho vào nồi để mà nấu 30 phút với lượng nước vừa đủ rồi cho vào máy xay, xay nhuyễn ha. Mỗi tuần ăn đều đặn từ 1 đến 2 lần trong vòng 1 năm, bạn sẽ thấy sự thay đổi của làn da ngày càng trẻ đẹp hơn và khỏe hơn mỗi ngày. Nhưng phải kiên trì thì mới có tác dụng lâu dài ạ. Nhớ bấm thích và theo dõi kênh, mình sẽ chia sẻ nhiều món ăn tốt cho da và sức khỏe. Cảm ơn các bạn đã xem đến đây. Hẹn gặp lại ở video kỳ tới.